Tại sao lốp dự phòng lại bé hơn lốp chính và nhìn xấu xấu lạc tông? Thay đi tạo cần đặc biệt chú ý những điều này để tránh xe cưng của mình thành lợn hành, thành lợn què nhé. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các hãng xe giảm kích thước của lốp dự phòng so với lốp chính. Lốp dự phòng trước kia có kích thước bằng lốp chính, nhưng từ năm 2027 đến năm 2014, lượng lốp dự phòng full size giảm khoảng 49%, mà thay vào đó là khoảng 52% số lượng ô tô trên thế giới sử dụng lốp dự phòng nhỏ. Vậy lý do nào khiến các nhà sản xuất lốp dự phòng nhỏ hơn lốp chính? Với kích thước nhỏ hơn, lốp dự phòng sẽ giảm đi trọng lượng đáng kể, khiến điều này của bạn cũng giảm tải và sẽ tiêu hao ít nhiên liệu hơn khi vận hành động cơ. Chưa kể đến, lốp dự phòng nhỏ hơn sẽ tiết kiệm không gian cho khoang hành lý, mở rộng khu chứa đồ thay vì bành trướng khoang hành lý như trước. Trọng lượng nhẹ, dễ dàng khuân vác di chuyển và thay thế. Nhắc nhở các lái xe không quên thay lốp và cân chỉnh. Lốp nhỏ hơn thường nhẹ, khả năng bám đường cũng thấp hơn, chạy được tốc độ tối đa thấp hơn khoảng 80 km/h. Chính vì điều này sẽ nhắc nhở các lái xe không quên đến đại lý gara thay lốp và lốp chính và cân chỉnh. Việc để lốp dự phòng bằng lốp chính sẽ gây ra hiện tượng lười cho người điều khiển, không đến đại lý gara để kiểm tra thay thế, gây mất an toàn. Cuối cùng, việc sản xuất lốp dự phòng nhỏ nhẹ hơn cũng giúp hãng xe tiết kiệm chi phí giảm giá xe. Tuy nhiên, vẫn có hãng sản xuất lốp dự phòng bằng lốp chính và được chia thành hai loại, một loại bằng về cả kích thước, thông số kỹ thuật, còn một loại chỉ bằng kích thước nhưng thông số kỹ thuật kém hơn, ví dụ như hoa lốp nông hơn, vành không cứng bằng. Đa số những lốp dự phòng giống hệt lốp chính thường sử dụng cho các xe tải nặng chạy trên đường dài như SUV cỡ lớn, bán tải, xe tải, trong khi loại có thông số kỹ thuật kém hơn thường sử dụng cho những xe có hình dáng hơn, chủ yếu chạy đô thị không trở nặng như crossover, MPV. Những xe nào không cần dùng lốp dự phòng? Có những dòng xe sử dụng lốp với công nghệ run flat, tức là dù cho lốp xe có bị đâm thủng cũng vẫn sẽ chạy tiếp và khả năng chạy được cả 100 cây số, tốc độ cao. Song để đảm bảo an toàn, những xe này vẫn có trang bị lốp dự phòng. Nguyên tắc cơ bản khi thay lốp dự phòng: khi phát hiện lốp xe có dấu hiệu hết hơi hoặc bị thủng, lái xe cần đến tìm vị trí an toàn rộng rãi tiến hành thay lốp dự phòng. Nơi lý tưởng có thể là địa thế bằng phẳng và dễ dàng đỗ xe như lề đường, khu đất trống. Để an toàn người tài sản, trước khi tiến hành thay lốp cần chèn bánh, khóa cửa và bật đèn tín hiệu cảnh báo để các phương tiện nhận biết, rồi tắt máy, kéo phanh tay và cài biển số 0 hoặc B nếu là số xe tự động. Ngoài chuẩn bị lốp dự phòng có sẵn trong xe, lái xe cũng cần mang theo một số dụng cụ như là cle và led. Quan trọng nhất là kích đúng vị trí. Thông thường vị trí này đánh dấu ở khung xe cách lốp khoảng 15-20 cm. Nếu đặt sai vị trí có thể khiến kích không đứng vững, ảnh hưởng đến kết cấu của xe. Tiếp đến là khi tháo ốc ra khỏi la răng, hãy vặn ngược chiều kim đồng hồ. Nếu quá trình chặt chẽ thì hạ thêm tầm kích cho bánh xe bám chắc lề đường. Lưu ý nên tháo ốc